Vẫn như thường lệ, tiếng đàn piano của Vương Hương và tiếng vĩ cầm của Lưu Vũ thay cho lời chào trân trọng nhất, chúc cho cả nhà hôm nay thật là vui, thật là hạnh phúc. Quý thưa vị, Lưu Vũ và Vương Hương mượn nhạc phẩm Buồn ơi ta xin chào mi của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính để gửi lời chia buồn tới gia đình của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính đã để lại cho cuộc đời này rất nhiều tác phẩm bất hủ. Nhạc phẩm Buồn ơi ta xin chào mi đó là một trong những nhạc phẩm mà Lưu Vũ và Vương Hương rất yêu mến, rất quý tác phẩm này của ông. Và khi mà Lưu Vũ và Vương Hương được gặp ông, những lời dặn dò, những lời chỉ bảo của ông, nụ cười hiền của ông, luôn, luôn, Lưu Vũ và Vương Hương luôn luôn ghi nhớ. Và đặc biệt, sắp tới, thưa vị, thứ bảy tuần này, tại phòng trà ca nhạc và tiệc cưới Moonlight, Lưu Vũ, Vương Hương cũng như nhóm The Friends sẽ tổ chức một đêm để ghi nhớ những công ơn của tất cả các nhạc sĩ đã cống hiến cho cuộc đời này những tác phẩm bất hủ, đó là Nguyễn Ánh Chính, Trịnh Công Sơn, Anh Bằng và Thanh Tùng. Quý vị ơi, quý vị xem poster. Thưa quý vị, Vương Hương thân mến chào quý vị tối hôm nay bằng một nhạc phẩm Buồn ơi xin chào mi để tiễn đưa một người thầy của mình, đó là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Không có gì buồn hơn trong cái tuần lễ vừa qua, thưa quý vị. Và nhân tiện đây, Vương Hương cũng xin tặng nhạc phẩm này thay thế cho bản nhạc mà được một fan của chương trình đó, Vũ, là anh Đạt Võ, yêu cầu Vương Hương đàn bài một mình. Nhưng mà Vương Hương vì có thể dời vào tuần sau không anh Đạt Võ ơi? Anh Đạt Võ là dân Petruski mà đã tổ chức ở Moonlight, rất là yêu thích cái không khí và cái sự tổ chức của Moonlight. Vương Hương chúc cho anh lúc nào cũng vui vẻ. Cảm ơn Vương Hương và một người bạn của mình mới có một cái niềm vui, đó là vợ đem từ Việt Nam qua, Vũ Long Giang và Thu Hương. Mời Vương Hương chia sẻ.
Chúc cho Vũ Lâm Giang Vương và Thu Hương. Vương Hương mến chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc, lại không có dịp để gặp được vợ hiền của Vũ Lâm Giang rồi, nhưng mà chắc chắn Vương Hương sẽ gặp trong một ngày gần đây nha Giang nha. Cảm ơn Vương Hương thật nhiều. Kính thưa quý vị, Vũ sẵn chúc người bạn học trường nhạc cũng kéo vào lên luôn, đó là Vũ Lâm Giang và Thu Hương trăm năm hạnh phúc, cũng như là Nhân, vợ chồng Nhân, Nguyễn Thị Hậu là một cái người em kéo solo cũng rất là dễ thương, và vợ chồng của Cao Phong và Vân, chúc cho tất cả các bạn đều hạnh phúc bên nhau nhé.